Today I fry banana. We call banana cake. This is rice flour. Baking powder. Baking powder. Add some sugar. Mix it. Vâng quay đi. Quay sạch để nhổ á. Vô vẹn nhổ á. Anh thì giờ là thiện đủ. Thiện đủ cho bán, đài như xa đài cho bán. Vâng nhập tiền.
Bơ cà hòm em bất năng nè đi mình mình ăn Hi. Now this cake is already and its name fried banana with flour and in Cambodia we call banana cake. Okay. Now let's tap it me all together, please. Chắc lộ muối chắc. Dễ ăn tạp mười không? Chắc lộ muối mất. Lộ muối. Chứ anh ăn chắc lộ muối chắc. Này nhà muối. She is my grandmother. Ngon lắm chắc. Delicious, yummy. Thanks for watching and always supporting my video. And don't forget to click subscribe if you enjoy my video and want to see for more interesting video. Thank you. Bye bye. See you next time.